Em xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã xem video trên kênh ha. Thì hôm nay em còn một số cái cây mai phôi và cái cây mai tàn để mà trồng chơi Tết 2025, cũng như là cô chú anh chị tập trồng, tập chơi, sưu tầm. Thì em giao lưu với cô chú chị với giá rất là mềm ha. Thì còn hơn 100 cây nữa là em hết cái lô mai này rồi. Lô mai này thì lô mai bông đẹp nè, tàn đẹp nè, và có đế anh chị. Đa phần thì cây có đế hết ha. Đó, thì còn khoảng hơn 100 cây nữa là hết cái lô đế này rồi. Đó, thì cô chú anh chị xem từng mã số ha. Nếu được cây nào thì ủng hộ cho em ha. Số điện thoại em 0939300282. Đó cũng là cái số Zalo luôn ha anh chị. Rồi, thì bây giờ em xin đi vào mã số từng cây để cô chú anh chị mình có thể lựa chọn mã số ha. Rồi, và đây là cây mai mã số 46G ha anh chị. 46G nha. Cây chi cành rất là đẹp luôn. Có đế đẹp luôn nha anh chị. Đó, đế nè. Quay kỹ cho anh chị mình xem. Cây này có hoành là 23, ngang là 1m1, cao 1m4 ha anh chị. Đó, chi cành là rất là đẹp luôn nha. Cái này cây thì tôi chưa tỉa nhánh dâm ha anh chị. Anh chị có thể tỉa hoặc là nói em hỗ trợ tỉa luôn nha. Rồi, cây này giao lưu với giá là 1 triệu đồng bao ship anh chị. Tiếp theo là cây mai mã số 47G. Cây tàn đẹp lắm nha anh chị. Để lên chậu nó hơi bị nghiêng ha, chứ cây nó không có nghiêng nha anh chị. Đó, cây cũng có đế nha. Đó, chỉ cần rất liều. Cây này có hoành là 22, ngang 1m, cao 1m3. Giá 1 triệu đồng bao ship ha anh chị. Mã số 47G. Tiếp theo là cây mai mã số 48G ha anh chị. Một cây mai rất đẹp nha. Đó, chỉ cần rất là liều đẹp luôn. Cây này đế đẹp luôn nha anh chị ơi. Đây, anh chị xem đế nè. Đó. Cây này hoành 24, cao một ngang 1m05 và cao 1m3 ha anh chị. Giá 1.100.000 bao ship tới nha. Rồi, tiếp theo là cây mai mã số 49G ha anh chị. Cây này cũng rất là đẹp nha. Chi cành đều mà đế nó đẹp nữa anh chị. Đó, quay đế cho anh chị xem nè. Hơi chá nắng xíu anh chị thông cảm ha. Đó. Đế rất là đẹp nha. Cây này hoành 23, ngang là 1m, cao 1m3 ha anh chị. Giá 1.100.000 bao ship. Cây rất đẹp nha. Rồi, tiếp theo là cây mai mã số 50G ha anh chị. Cây này cũng tàn rất là đẹp luôn nha anh chị ơi. Và cũng có đế luôn nha. Đó, mai này thì mai đế nha. Đợt này nữa thì hết mai đế anh chị. Mai mốt chỉ có mai tàn, mai bông đẹp thôi, hoặc là mai phôi, chứ không có mai đế như vậy ha anh chị. Vừa đế vừa bông đẹp vừa tàn thì cái lô này nó hiếm, cho nên là còn ít nữa là hết rồi. Cô chú anh chị xem được thì mình chốt lẻ ha anh chị. Rồi, cây này có cái hoành là 21, cao 1m 25, ngang 1m nha anh chị. Cây này em giao lưu với giá là 1 triệu đồng bao ship tới nhà nha. Rồi, và đây là cây mai mã số 51G ha anh chị. Đó, chi cành cũng rất là đều nha. Cây thì đa phần cây nào cũng có đế hết, do cái lô này nó trồng mô quá anh chị. Rồi, cây này có hoành là 24 nha. Tán ngang là 1m, chiều cao là 1m3. Rồi, giá 1 triệu đồng bao ship tới nhà ha anh chị. Giá rất là rẻ ha anh chị ơi. Rồi, và đây là cây mai mã số 52 G. Đó, cây này chi cành cũng rất là đẹp nha. Và cái đế cũng rất đẹp anh chị ơi. Đó, cái đế nó nở nè anh chị. Đó, chi cành thì rất là đều nha. Cây này có hoành là 22, ngang là 1m, cao là 1m3 ha. Những cây này nó hơi tương đồng nhau không à. Đó, cây rất đẹp nha anh chị. Về mình lên cái chậu 6 hoặc cái chậu 7 luôn. Rồi, cây này giá 1 triệu đồng bao ship.
Em xin lỗi chứ, 1.100.000 đồng bao ship tới nhà ha anh chị. Rồi, và đây là cây mai mã số 53G ha anh chị. Cây này cũng tàn rất là đẹp nha. Còn những cây này là tàn đẹp không anh chị ơi, để trồng Tết ha anh chị. Đó, đế như anh chị xem kìa, đế cũng đẹp đó. Rồi, cây này có hoành là 22, ngang 1m, cao 1m3, giá 1 triệu đồng bao ship ha anh chị. Chỉ cần rất là đều nha. Rồi, và đây là cây mai mã số 54G ha anh chị. Cây này cũng rất đẹp nha anh chị ơi. Đặc biệt là cái đế của nó, cái tàn đều mà đế đẹp luôn nha anh chị. Ở cây này có hoành là 25 ha, ngang 1m2, cao 1m3. Ở cái đế nó bỏ đều hết trơn nè anh chị. Đó. Rồi, cây này giá 1.200.000 đồng bao ship tới nhà ha anh chị. Rồi, tiếp theo là cây mai mã số 55G ha anh chị. Cây này cái đế rất là đẹp nha. Tuy nhiên cái cành ở trên nó thì nó không có được rộng cho lắm, nhưng mà nó vẫn đều ha anh chị. Đó, cây có đế nha. Ở củ nở rất là đẹp nha. Rồi, cây này có hoành là 23, tán ngang 80, cao 1m3. Giá 900.000 đồng bao ship tới nhà nha anh chị. Giá rất là rẻ rồi đó anh chị, bao ship luôn á. Còn ít cây giao lưu hết cho cô chú anh chị mình. Rồi, em xin lên cây tiếp theo. Rồi, tiếp theo là cây mai mã số 56G ha anh chị. Ở cây này cũng có chi cành rất là đều nha anh chị. Đó. Cây này hoành to luôn nha. Cây này hoành 26. Đó, cái đế nè. Tán ngang 1m1, chiều cao 1m4 ha anh chị. Cây thì rất là già cây, rất là mạnh cây nha anh chị. Rồi, cây này em xin phép giao lưu với giá là 1.300.000 đồng bao ship tới nhà. Tiếp theo là cây mai mã số 57G. Cây cũng chi cành rất là đều đẹp nha anh chị. Đó, chi cành quá đều quá đẹp luôn. Có đế luôn nha. Đó. Cây này có hoành là 21. Chiều cao là 1m3 và tán ngang là 95 ha anh chị. Cây rất là đều đẹp. Rồi, cây này em giao lưu với anh chị mình giá chỉ có 900 ngàn thôi. Anh chị xem được thì chốt lẻ cây này ha. Rồi, em lên cây tiếp theo. Tiếp theo là cây mai mã số 58G ha anh chị. Chi cành là đặc kẹo luôn. Đó, cây này cũng có đế luôn nha anh chị. Đây, để ha. Độc độc quái quái lạ lạ ha. Trồng lâu năm thì nó lớn lên những cái đế nó lạ. Nó bự. Rồi, cây này có hoành là 24. Cao 1m3, ngang 1m1 anh chị. Giá 1.100.000 đồng bao ship. Anh chị xem được thì alo em nhanh ha. Rồi, và đây là cây mai mã số 59G ha anh chị. Cây cũng rất là đẹp nha. Các cây hôm nay là cây đẹp không, mà giá là giá quá mềm luôn. Cái clip hôm nay là anh chị phải chốt lẹ nè. Cái đế kìa anh chị. Cây này có hoành là 22, ngang 1m, cao 1m3 nha. Cái đế rất đẹp đó. Đế rất là đẹp luôn. Chỉ cần rất đều luôn ha. Rồi, cây này em giao lưu với giá là 1 triệu đồng bao ship luôn ha. Rồi, em xin lên cây tiếp theo. Tiếp theo là cây mai mã số 60G ha anh chị. Cây này cái tàn lớn nha anh chị. Đó, tàn lớn. Hoành lớn luôn, cây này hoành 26 ha. Tàn ngang là 1m2, chiều cao là 1m4. Đó, cây này em giao lưu với giá là 1.300.000 đồng bao ship tới nhà, cây tàn lớn. Vành cũng lớn luôn ha. Rồi, 1.300.000 đồng. Rồi, tiếp theo là cây mai mã số 61G ha anh chị. Đó, chi cành gắn đều nha. Đế cũng đẹp luôn nha. Cây này có hoành là 24, tán ngang 1m, cao 1m3 ha anh chị.
Đó, coi đế như hình nha. Giá 1.100.000 đồng, bao ship tới nhà hả anh chị. Rồi em xin lên cây tiếp theo. Rồi giờ đây là cây mai mã số 62G hả anh chị. Đó, cây này là hoành lớn này anh chị. Có cây này hoành lớn nè. Đây, thường thường hoành lớn về mấy anh đã đặt mua trước hết rồi, cho nên là còn lại một vài cây mới giao lưu được hả anh chị. Đó, cây này hoành 28 nha, 28 hoành, ngang 1m2, chiều cao là 1m3. Đó, củ nở nha anh chị. Cái đế cũng có rễ tỏ đều ra ha. Rồi cây này giá 1.800.000 đồng, bao ship tới nhà hả anh chị. Cây rất là lực. Rồi và đây là cũng là cái cây cuối cùng của clip ngày hôm nay. Thì cô chú anh chị mình xem được cái mã số nào thì điện thoại cho em ha. Số điện thoại em để trên màn hình 0939300282. Đó cũng là cái số Zalo luôn ha anh chị. Rồi em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ha.